trở lại. Và hôm nay sẽ là thử thách ống nhựa và chúng ta sẽ có những cú sút như là từ góc và bay vào gôn. Đầu tiên sẽ là thử thách cầu xoáy vào ngải vào trong và một cái xoáy một phát bóng vào trong gôn. Thử thách thứ hai sẽ là cầu xoáy như là cắt lốt mà ngoài và cầu xoáy vào góc bay vào trong gôn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Yes, sẵn sàng. Nội dung thi như sau: mỗi người sẽ có 3 lượt sút, ai mà sút vào thì được 3 điểm, ai mà sút trúng cột và xà thì được 1 điểm, ai mà không sút được vào thì được 0 điểm. Tổng kết các phần sút, nếu ai thua thì sẽ bị bùng tay. Yeah. Wow, 3 điểm đầu tiên đúng không anh? Một cú sút rất là xoáy. Oh, lượt 1 không thành công. Quay đi. Tại sao không có gió? Gió nó không nổi lên. Tôi cần tí gió. Wow, vào đi, vào đi. Không tí vào lốp. Trở về tuổi thơ nào. À, trúng cọc. 1 điểm. Xoáy ra sau lưới thôi. Đá bóng như nó nhìn lên. Wow! Bây giờ có 3 điểm. Yeah! 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 Woo! Nếu anh muốn xuất xoáy cong qua người Hiếu cho nó ấn tượng hơn à? Liệu được không? Ôi giời ơi! Xoáy đi đâu đây? Xoáy lên máy quay à? Đứng lùi chéo lên tí. Đá nhanh nhẹ thôi, sẽ ra ngoài được. Wow, wow, quá đau lòng. Bây giờ lượt cuối của mình, hy vọng là mình sẽ ghi bàn và với con của anh. Chó này. Sau game đấu đầu tiên, sút bóng xoáy như Quang Hải thì chúng ta đã có số điểm như sau. Hiếu 0 điểm, Tè, Ngọc Anh 4 điểm. Yeah! Và mình 3 điểm. Và ở game đấu thứ 2, chúng ta sẽ sút xoáy như cắt lốt. Cùng xem nhé các bạn nhé. Sút xoáy má ngoài như cắt lốt. Vào gôn. Bắt đầu lần 1 của Hiếu. Wow! 3 điểm đầu tiên của Hiếu. Đừng đùa với Hiếu. Càng nãy, tiếp tục lần 2. Thằng nào? Wow! 6 điểm. 6 điểm. Sau 2 lần rút thì mới có 6 điểm. Con của thần gió nhá. Đừng đùa với Ninja Rùa. Sao ghê thế nhỉ? Đứa con thần gió à? Ngoài anh thấy run không? Nhìn Hiếu rút, ngoài anh thấy run không? Run quá, cái củ gôn của Lam mà nó rút ghê thế nhỉ? Lực kéo của Hiếu. Wow. Như vậy là Hiếu nó có trọn vẹn 9 điểm sau 3 lần rút. Một cảm giác rất cool. Nhưng mà rùa được 3 quả đấy nhỉ. Thì ra bây giờ được sút bóng phúc, hy vọng là cũng thành công. Mình sẽ sút xoáy cát lốt. Ok. Wow, chụp cọc với đâu ấy. Phủi rất đẹp và cú sút này bay lên trời là một tuyệt phẩm. Không, nó sẽ xoáy vào rất đẹp. Wow! 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 Yes! Trời ơi! Wow! Trời ơi, gió to như này thì dễ quá. Tôi hy vọng là thần gió Thierry Henry sẽ dừng gió lại để cho bay của ông chuẩn bị thổi bay cả người tôi. Để như thần gió Henry ấy dừng ngay tốc độ gió này lại. Chứ nếu không tốc độ gió này thì Ngọc Anh chơi dễ quá. Vâng, Ngọc Anh vẫn chưa sút được cú sút của mình. Anh vẫn đang đắn đo là bóng làm sao để cho dừng lại chỗ được.
Lượt đầu tiên của Hoàng Anh. Wow, một cú sút xoáy. Vậy là Hoàng Anh đã có 3 điểm đầu tiên. Nhưng mà tôi muốn thấy bóng máy bay trên không cơ, chứ bóng bay là lại rất là xấu lắm. Tôi sẽ cho bạn một sút bay trên không đây này. Cái đường bóng vừa xong là mình không thích lắm. Cái kiểu nó là mà đất nó không đẹp. Wow, một điểm cho Hoàng Anh. Một cú sút trúng cọc. Rất tiếc bóng đi rất xoáy nhưng mà lại thiếu một chút may mắn. Tôi đã được 4 điểm và đây sẽ là lượt cuối cùng của Kỳ Con. Phải là mình sẽ một quả chuối và mình hay ăn. À. Đường cà lốt chỉ còn 2.0. Vâng, cà lốt chỉ có 2.0, lượng thành công không? Dứt điểm. Wow, có vào không? Vào! Yeah. Thật là không tin rồi. Một đường sút tốc quá xoáy. Xin chào mọi người, sau game đầu thứ hai thì số điểm như sau. Hiếu đã ghi được thêm 9 điểm và anh có 9 điểm đầu tiên của mình. Ngọc Anh ghi thêm được 7 điểm và tổng điểm của anh bây giờ là 11 điểm. Yeah. Mình cũng ghi thêm 7 điểm nữa và tổng điểm của mình bây giờ là 10. Và bây giờ Hiếu đang là người có nguy cơ bị búng tay nhiều nhất. Và bây giờ sẽ là trò chơi cuối cùng. Chúng ta sẽ sút bóng qua lỗ. Yeah. Lốp xe. Sẵn sàng chưa các bạn? Yes. Luật chơi vẫn như vậy. Chúng ta sẽ có 3 lượt sút và ai sút qua lốp xe sẽ được 3 điểm. Sút trúng vành lốp được 1 điểm. Sẵn sàng chưa? Hiếu là người chơi đầu tiên. Bắt đầu. À, rất tinh là Hiếu. Bóng quá nhẹ. Lượt tiếp theo của Hiếu. Liệu thành công không? Rất tinh là Hiếu vẫn thành công. Bóng rất liệu. Wow! 1 điểm. Hiếu có 1 điểm. Như vậy là Hiếu đã bằng số điểm của mình là 10 điểm. Đã lên trời đi bao giờ vào. Trời ơi. Sau game đấu thứ 3 thì tôi và Hiếu và kiểm nhau là 10 điểm. Và bây giờ sẽ là trò chơi chung kết của tôi để xem ai bị thua sẽ phải bị đúng tay. Và lượt chơi sẽ như sau. Chúng ta sẽ thức từ lượt này. Và sẽ đi là sang ngang. Mỗi người một lượt. Liên tục. Ai là chung trước thì người đấy thắng. Và người thua sẽ bị đúng tay. Sẵn sàng. Sẵn. Nào, siêu nhân cao. Nào, xanh đất biển. Nào, xem. Bóng sẽ bay lên bầu trời bao la hay bay ra biển đây? Chúc mừng, đã bay ra biển. Nào, siêu nhân cam. Yeah! Không, chúng đập xuống đấy còn. Không, đập xuống còn gì nữa. Đang có cuộc cãi vã. Xem lại video là chúng đâu. Nào. Chúng cái kia nó nhảy xuống á. Quay lại tôi xem lại mà xem. Xem lại video anh ơi. Theo mình quả đấy nó chưa và chúng sang ngang mà nó trúng một cái vành lưới ở chỗ này. Cái chỗ này rất là buộc chắc này, buộc rất là nhiều cây vẫn chắc. Lưới thì nó là đi vào như này này. Ví dụ bóng như này nhá. Đúng không? Đúng không? Bóng ít xì như. Đúng là anh ném tay. Anh ném tay rồi như đấy, thế. Đúng, anh ném đúng rồi. Đấy. Nếu anh là sao thì
cũng thẳng xuống luôn nhè đúng không? Có clip về em cắt cho anh xem. Nói chung là về tranh cãi. Bay toàn cù nhây. Các bạn xem là toàn cù nhây. Chua sợ bùng tai. Thế anh nhây đã chúng sang ngang chưa? Anh sao người quay phim còn hô dèo các kiểu đầy bão rồi. Xin chào anh thì sao? Anh em về hãy xem lại slow motion xem siêu nhân nào thành công. Mọi người hãy xem lại phát rồi. Anh không hề tìm thấy tiếng sang ngang kêu anh đấy nó chẳng tính như thế này. Các bạn hãy tìm xem ai là người chiến thắng để lượt sau người thua sẽ bị búng tai bù. Ở clip sau thì chúng ta sẽ có cả clip cảnh búng tai bù. Và bây giờ thì hiện tại thì không ai biết là đã trúng sang ngang hay chưa. Tại vì cảm giác của mình là chưa trúng sang ngang. Cảm giác sợ bị búng tai. Không hề đi sợ búng tai. Ông thùi, ông thùi. Cái này mình không hề sợ nhưng mà nên mình không có đúng không? Anh em hãy comment là xem là đã trúng sang ngang hay chưa nhá. Và nếu mà Phúc thua thì Phúc sẽ bị búng tai ở số sau. Còn đâu nếu mà thua ông bị búng luôn thì thôi. Chưa hay là trúng. Anh em comment nhá. Chào mọi người. Hãy like và subscribe clip của chúng mình. Ok. Sau clip này thì sẽ là hy vọng là chúng ta sẽ được 100k sub và sẽ giúp bạc. Thì hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn. Và cũng như Hiếu hay là Ngọc Anh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thưa ông bị đuổi vào búng tai. Chào anh em. Chào anh em. Không phải tranh cãi nó mới buồn cười.